Chào các bạn đã đến kênh Nguyễn Vlog Cuộc sống nhà trọ. Hôm nay vợ chồng mình sẽ làm món trứng chiên cà các bạn. Giờ mình sẽ đập trứng ra làm chiên các bạn. Đập trứng ra mình trộn gia liệu nguyên liệu vô. Đây, một trứng. Vô luôn. Không sao. Ba trứng các bạn. Rồi. Bây giờ mình nêm trứng trước các bạn. Con miếng gì anh, thêm miếng đi. Một miếng thôi, tại vì hộp vịt nó sẽ tâm. Mà mình bỏ một nơi nhiều quá nó sẽ tâm. Thêm mắm. Cái miếng đường nó cho nó dịu rồi. Đường bên đây hết đường à, đường dưới đây được rồi, có đường nhiều hộp ngọt cay thôi quá nè. Cái trong một nêm nó có mùi tanh sẵn rồi, chân trứng nó tanh nữa, bỏ vô nhiều quá nó tanh lắm. Khoảng nửa muỗng cà phê đường, thôi muối chứ, cho mình quậy mình trộn lên. Rồi vậy. Đây mình sẽ sắt cà đó các bạn, bầm cà. Cà nó nên lấy nước đâu ta? Dạ. Lấy nước đi. Kệ cho đi, kệ đại đi. Khỏi lấy nước cũng được. Tùy thôi mọi người thôi. Không có cái mặt gì anh. Mặt sao không cắt? Cắt mặt, cùi lên cái đầu nha hả? Ừ. Không biết đâu thì để luôn. Mình làm hai trái thôi. Nhiều quá nó chua lắm, không ngon. Thì mình xắt thanh ra mình bằm dễ dàng. Không quay sát gì đó, đúng rồi. Bây giờ mình bằm cà các bạn. Giờ mình bằm cà cho nhuyễn ra các bạn. Mình mới trộn vô trứng. Bây giờ mình bỏ cà mình đã bằm sẵn rồi, bằm nhuyễn rồi các bạn, bỏ vô trứng các bạn, bằm dừa chứ không nhuyễn dữ. Mình trộn vô. Mình đã các bạn. Mình sẽ sắc hành lá với hành củ, thấy nó thơm cái mình mới bỏ vô chiên. Bây giờ mình đổ vào rồi mình chế hành các bạn. Tỏi tỏi ăn bệnh. Không mà tỏi trứng đừng nên chiên tỏi, tỏi không tốt. Cái gì cái chảo cái thấm dầu. À lửa xuống lửa vừa vừa là thôi, lửa cao quá không được. Đây mình chế tỏi. Thơm hành, hành. Bây giờ mình sẽ bỏ đổ trứng cho mình chiên các bạn. Hết sảy. Cái hành vô cho trong cho nó chín. Nó ngon. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ miếng tiêu các bạn, nó cũng muốn chín nè. Bỏ chút tiêu cho nó thơm. Không có không thích bỏ tiêu bỏ ớt cho các bạn. À, ớt cay lắm. Rồi, ôi nhìn đẹp quá à. Rồi trứng giờ chín rồi các bạn, ngon lành rồi các bạn. Dạ. Rồi xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog Cuộc sống nhà trọ. Nếu thích hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.